Tập 6. Phủ thành chủ. Chúng ta đến nơi rồi. Thành chủ, vị này chính là cô nương đi buôn mà ta nhắc đến hôm qua. Tiểu nữ Tử Thương bái kiến thành chủ. Hai vị này là quản gia đội buôn của tiểu nữ Cổ Lăng và người hầu Hàng Cơ. Chào mừng, chào mừng. Nghe nói cô nương thần thông quảng đại, không biết có thể ra tay cứu giúp chữa trị bệnh dịch trong thành ta, giải quyết mối nguy nan này không? Tiểu nữ chỉ là một thương nhân, tuy là không tinh thông y thuật, nhưng trong số hàng hóa mang theo cũng có không ít thuốc tốt, có lẽ có thể ứng phó được bệnh dịch này. Không biết người bệnh trong thành có triệu chứng gì? Những người từng uống nước giếng đều gầy đi rất nhanh, chưa qua được một ngày đã mất. Bệnh dịch thông thường tuy cũng sẽ dẫn đến cái chết, nhưng quá trình diễn ra chậm, ít thì vài ngày, nhiều thì hơn một tháng. Theo ta thấy, e là đây không phải bệnh dịch, mà càng giống giới độc hơn. Vậy ý của cô nương là bệnh dịch trong thành này là có kẻ cố ý gây ra? Đương nhiên. Vị này là phu nhân của ta. Dù sao thì cô nương cũng là một thương nhân, muốn nâng giá cho hàng hóa của mình tất nhiên cũng dễ hiểu. Nhưng bệnh dịch mà cô lại nói trong thành có kẻ hạ độc thì cũng bịa đặt quá rồi đó, đúng không? Tử Thương vừa mới đến Phong Thành, phu nhân nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Nếu như không tin Tử Thương thì cứ việc bỏ qua việc này đi. Tử Thương cô nương nặng lời rồi, ý của phu nhân không phải như vậy. Thành chủ, đây mới là lần đầu gặp mặt, việc gì cũng phải cẩn thận. An nguy tính mạng của người dân trong thành nằm cả trong quyết định của ngài đó, sao có thể cả tin như thế được? Việc này, phu nhân à, ta thấy Tử Thương cô nương không hề có ác ý. Nước giếng trong thành đã kiểm tra và niêm phong nhiều ngày, cô ấy chỉ dựa vào suy đoán trong chốc lát, khó tránh sẽ có sai sót. Vậy thì đơn giản thôi. Nếu như Tử Thương cô nương đã tự tin với phán đoán của mình như vậy, thì cứ tìm ngay một người uống nước giếng vào, sau đó để cho cô nương dùng thuốc cứu chữa, chẳng phải sẽ khiến người ta yên tâm sao? Người đâu, lấy nước giếng mang đến đây. Lấy người để thử thuốc. Phu nhân có hơi tàn nhẫn quá rồi. Lẽ nào cô nương không có lòng tin đối với thuốc của mình sao? Lúc đến đây vệ binh có nhắc tới, thi thể đầu tiên trong thành được phát hiện ở dưới giếng nước. Sau đó những người từng uống nước giếng đều chết bất đắc kỳ tử. Tử Thương cho rằng việc này không thể là sự trùng hợp. Yêu tộc lấy mạng con người, rất có thể vì mục đích nào đó mà hạ độc trong giếng nước. Lẽ nào không phải sao? Cô nương đúng là càng nói càng vô lý, sao còn lôi cả yêu tộc vào nữa vậy? Vậy phu nhân làm khó đủ đường. Lẽ nào là vì sợ Tử Thương tìm ra hung thủ thật sự, hay là phu nhân và yêu tộc có liên quan gì đến nhau? Vô lễ, ý của ngươi là sao hả? Người đâu, bắt lấy cho ta. Dân, chân kiếm quyết chiêu thứ ba, được phù quang
Thuật ngự kiếm, quá ra hắn là một người tu hành. Bọn ta đến đây là vì cứu người, thế mà không ngờ rằng cách tiếp đãi khách của Phong Thành lại thô lỗ tới vậy. Không có ý mạo phạm, nếu thành chủ không tin tưởng bọn ta thì bọn ta sẽ tự rời khỏi đây. Bản lĩnh của thiếu hiệp thật là khiến người ta bất ngờ. Chỉ là những gì phu nhân của ta nói cũng có lý. Ta cũng phải suy nghĩ cho tính mạng của người dân. Không biết các vị có cách gì dẫn cả đôi đường hay không? Ban nãy tử thương nói chuyện có chút không đúng, mong phu nhân và thành chủ lượng thứ cho. Lòng yêu thương dân chúng của thành chủ, trời xanh chứng giám. Để bày tỏ lòng muốn chuộc lỗi, tử thương có một cách có thể giải quyết vấn đề mất nước trong thành trước. Cô cứ nói đi. Bốn bề Phong Thành đều được bao quanh bởi nước, chỉ là mạch nước đều bị vách núi chặn lại. Chỉ cần nghĩ cách dẫn nước từ bên ngoài núi vào trong thành là có thể giải quyết được vấn đề cấp bách. Cách này tuy có thể thực hiện được, chỉ là vách núi kiên cố, hay là không dễ xử lý. Chỉ cần tìm được chỗ yếu của vách núi thì muốn dẫn nước vào cũng không khó. Chỉ là cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ Phong Thành thì mới hoàn thiện được kế hoạch. Được, ta sẽ cho người đi lấy bản đồ ngay. Ta thấy vị Hàn Cơ thiếu hiệp này võ nghệ siêu phàm, ngay thẳng chính trực, chắc là sẽ không mặc kệ vụ án trong thành đâu. Đúng thế, không biết ý thiếu hiệp thế nào. Như vậy tất nhiên là tốt nhất. Trảm yêu trừ ma là bổn phận của người tu hành bọn ta. Vậy thì tốt quá rồi, mời ba vị ở lại trong phủ. Nếu như cần, ta nhất định sẽ hết sức phối hợp. Tử thương cô nương, thiếu hiệp có việc gì? Có vẻ như cô nương không ủng hộ ta đi đối phó với con yêu quái giết người đó. Hình như Hàn thiếu hiệp đã quên mất lời dặn dò của tôn sư và nhiệm vụ khi xuống núi của mình. Chẳng phải cô nương cũng có ý định giải quyết cục diện khó khăn trong thành sao? Cục diện khó khăn? Vậy thì xin thiếu hiệp hãy nhìn cho rõ ai là người trong cuộc trước đã. Nữ nhân còn muốn mỉa mai ta? Hàn thiếu hiệp, có thể nói chuyện một lát không? Thiếu hiệp, mời dùng trà. Đa tạ phu nhân. Ban nãy có vẻ sắc mặt của tử thương cô nương không tốt cho lắm, chắc là biết được thiếu hiệp muốn đi bắt hung thủ nên lo lắng cho an toàn của Tình Lan phải không? Phu nhân hiểu lầm rồi. Ta và tử thương cô nương không phải kiểu quan hệ đó. Không phải thì không phải thôi, làm gì mà phải kích động thế? Có một mùi hương rất đặc biệt. Quá ra là bị mùi hương của hoa tuyết cầu này hút mất hồn. Hoa tuyết cầu? Vốn dĩ hoa tuyết cầu không hợp sống ở đây, thế nhưng thành chủ lại vô cùng yêu thích, thế nên mới nghĩ đủ mọi cách để trồng được vài gốc trong đình viện này. Hương thơm của hoa tuyết cầu này đặc biệt, thường ngày cũng dùng để pha trà. Thiếu hiệp có ngửi thấy không? Đúng thật là mùi hương của hoa tuyết cầu này. Thiếu hiệp thích sao? Để phu nhân chê cười rồi. Đâu có, hôm nay được thấy bản lĩnh của thiếu hiệp, ta rất ngưỡng mộ. Không biết thiếu hiệp có thể dạy ta vài chiêu không? Phu nhân muốn học sao? Cũng được, mời đi ra giữa viện. Dù sao thì phu nhân cũng là nữ, sức lực yếu hơn so với nam nhi. Nếu là muốn tự vệ thì có thể học một số chiêu thức tránh né. Nghe cũng có lý đấy.
Ta làm mẫu trước một lần. Phu nhân hãy nhìn cho rõ. Chiêu thuật né tránh này tương đối đơn giản dễ học. Tuy không thể khắc chế địch để chiến thắng, nhưng lại có thể né tránh đòn tấn công, không để cho đối thủ tiếp cận. Vừa hay phù hợp với phu nhân. Trông có vẻ rất lợi hại. Không biết một nữ tử như ta có thể học được hay không. Chỉ là mới học nên cũng không có gì khó. Phu nhân chỉ cần bước theo bước chân của ta, sau đó luyện tập nhiều lần, dần dần sẽ tìm được bí quyết, thông hiểu toàn bộ. Được, vậy thì ta sẽ thử xem sao. Xem lần này ngươi né kiểu gì. Đầu tiên là thế này. Cơ hội tốt. Ôi da. Phu nhân tư chất thông minh, học rất nhanh. Tiểu tử này cố ý tránh né ta. Là ngốc thật hay là giả vờ đây? Đa tạ đã khen ngợi. Là hàng thiếu hiệp dạy tốt. Nếu đã vậy, trời cũng tối rồi. Hàng mẫu còn phải chuẩn bị điều tra vụ án trong thành. Xin cáo lui trước. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rơi vào tay ta thôi.